Giga Casting, công nghệ sản xuất xe điện hàng loạt của Tesla. Tháng 8 năm 2020, một cảnh quay trên cao từ drone đã hé lộ một thiết bị có kích thước khổng lồ của Tesla tại nhà máy Fremont của Mỹ. Đó là máy đúc Giga Press mà Tesla đặt riêng từ Idra, một công ty sản xuất máy đúc kim loại nổi tiếng tại Ý. Của máy này cho phép Tesla đúc ra một phần lớn của một chiếc xe thay vì phải hàng từ nhiều chi tiết, giúp tối ưu nhiều thứ liên quan đến sản xuất. Sau 3 năm, lợi ích của cỗ máy khổng lồ này đã rõ. Nhiều nhà sản xuất xe lớn như Toyota, Ford hay là Hyundai cũng đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ tương tự. Sau đây là cái nhìn về Giga Casting và cách công nghệ này buộc các hãng ô tô phải cố gắng để bắt kịp Tesla. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tinh Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiêu chuẩn mới cho ngành xe điện. Tesla đã và đang tiên phong thay đổi trong cách thức sản xuất ô tô. Điều này cũng là một thách thức đối với Toyota. Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, cho rằng đối với các phương tiện chạy bằng pin, các quy trình lắp ráp truyền thống cần phải được thay đổi. Ví dụ, cần phải đơn giản hóa, tăng tốc quá trình sản xuất, cùng với ít nhà cung cấp và ít mẫu xe hơn. Từ lâu, Elon Musk đã đặt câu hỏi về việc tại sao không thể sản xuất xe giống như sản xuất ô tô đồ chơi, chỉ cần một cục kim loại liên khối. Suy nghĩ này đã thúc đẩy Tesla đến với công nghệ Giga Casting, công nghệ đúc nhôm hiện đại, đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc chế tạo phương tiện, thay thế cho tiêu chuẩn mà Toyota đã thiết lập trong lịch sử. Giga Casting tạm dịch là công nghệ đúc siêu lớn, là cách sản xuất một phần lớn của chiếc xe bằng kim loại liên khối, thay vì phải hàn gắn từ nhiều chi tiết nhỏ lẻ. Tên gọi Giga Casting được cho là bắt nguồn từ cỗ máy Giga Press mà Tesla đã sử dụng. Tới nay, Tesla đã trang bị máy Giga Press tại nhà máy của hãng ở Mỹ, Trung Quốc và Đức. Các nhà sản xuất ô tô khác gọi nó là Megapress, có thể ám chỉ đến các máy đúc nhôm nhỏ hơn nhưng thực chất vẫn đồ sộ. Trong quá trình hoạt động, Giga Casting nhấn một lượng nhôm nóng chảy có trọng lượng từ 80 kg trở lên vào khuôn để đúc tạo thành một bộ phận, sau đó nhả ra và nhanh chóng được làm lạnh. Tesla đã phát triển một hợp kim nhôm cũng cho phép bỏ qua việc xử lý nhiệt truyền thống từng được sử dụng để tăng cường độ bền của bộ phận đúc. Tesla đã sử dụng Giga Casting làm phương pháp sản xuất dòng Model Y của mình kể từ năm 2020. Theo truyền thống thì phần thân chính của ô tô được chế tạo bằng cách hàn hoặc dập một số lượng lớn các bộ phận riêng biệt lại với nhau. Còn Giga Casting hoặc Mega Casting đã bơm kim loại nóng chảy vào khuôn và đổ đầy khuôn dưới áp suất cao trước khi làm nguội. Thực tế thì công nghệ đúc cho các bộ phận nhỏ được nhiều nhà sản xuất làm từ lâu, nhưng việc chế tạo toàn bộ thân xe bằng công nghệ này của Musk là một bước tiến mới. Được biết là nhờ công nghệ này, Tesla đã cắt giảm được tới 40% chi phí liên quan và trọng lượng của phần thân sau mẫu xe Model Y đã giảm 30%. Chưa hết, thời gian sản xuất gầm sau của Tesla Model Y cũng được rút ngắn từ 1 đến 2 tiếng xuống chỉ còn 3 đến 5 phút. Trong mẫu ô tô điện Model 3, bằng cách sử dụng một mảnh duy nhất phía trước và phía sau, Tesla đã có thể loại bỏ 600 robot khỏi quá trình lắp ráp. Lợi ích khác của sử dụng Giga Press là bộ phận đúc ra có trọng lượng nhẹ hơn so với cách làm truyền thống, khiến một chiếc xe điện có thể đi xa hơn với một lần sạc hoặc đi quãng đường tương đương với một bộ pin có dung lượng nhỏ hơn, và nhờ thế mà có giá rẻ hơn. Nó cũng có tiềm năng giảm lượng chất thải và khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nhà máy. Eric Severinsen, người đứng đầu về chiến lược của Volvo Cars, cho biết Mega Casting là ví dụ hoàn hảo về việc bạn có thể thay thế 100 bộ phận chỉ bằng một bộ phận. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, nhân công, chi phí và không gian nhà máy, thay thế nhiều robot hàng bộ phận thành một máy duy nhất. Việc sản xuất một chiếc ô tô sẽ nhanh hơn rất nhiều. Kota Yuzawa, nhà phân tích của Goldman Sachs ở Tokyo, cho biết mặc dù nhôm có giá cao hơn thép, nhưng nếu bạn kết hợp tất cả các yếu tố, chi phí tổng thể sẽ đi ngang hoặc thậm chí tốt hơn. Và xét về hiệu suất thì Giga Casting rõ ràng là tối ưu hơn. Các đối thủ đang đuổi theo. Sau khi thấy ưu điểm của Giga Press, thì các nhà sản xuất khác cũng cố gắng nghiên cứu để theo kịp Tesla. Theo đó, Toyota, General Motors, Hyundai Motor và các công ty liên kết với Geely, Trung Quốc như Volvo Cars, Polestar, ZEEKR đang sử dụng công nghệ đúc nhôm hoặc lên kế hoạch dùng nó. NIO với mẫu ET5 và ZEEKR với mẫu 009, cả hai đều là thương hiệu đến từ Trung Quốc, đều đang áp dụng Giga Casting để sản xuất toàn bộ phần phía sau của xe. Trên Xpeng G6 thì toàn bộ phần phía trước, bao gồm cả ụ giảm chấn và phần sàn xe phía sau được sản xuất theo cách này. ZEEKR đã bắt đầu sử dụng các khuôn đúc bằng nhôm khổng lồ cho một chiếc xe đa dụng mà hãng sản xuất để bán ở Trung Quốc. Hơn nữa, ZEEKR cho biết sẽ áp dụng công nghệ này cho các mẫu ô tô khác. Theo Financial Times, Volvo sẽ tích hợp hệ thống đúc Giga Casting vào thế hệ xe điện thứ ba vào cuối thập kỷ này. Giám đốc điều hành General Motors Mary Barra cũng thông báo trong năm nay rằng công ty đã đặt hàng hai máy Giga Press với ý định sử dụng công nghệ này cho các loại xe đại chúng. Chiến lược của Toyota. Theo Financial Times, trong cuộc cạnh tranh nhằm bắt kịp Tesla trong kỷ nguyên mới của xe điện, Toyota đang thực thi chiến lược ở một trong những bộ phận lâu đời nhất của ngành sản xuất ô tô, đó là dây chuyền lắp ráp. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tuyên bố những đột phá về công nghệ trong pin thể rắn. Công ty đã đặt cược vào thị trường xe điện Mỹ khi đầu tư 8 tỷ đô la và thêm khoảng 3.000 việc làm tại nhà máy pin ở North Carolina, nước Mỹ, nhằm dần chứng minh khả năng cạnh tranh của mình với hãng xe của tỷ phú Elon Musk. Công nghệ của Tesla khiến Koji Sato, chủ tịch mới của Toyota, sẽ phải đấu tranh để chứng tỏ rằng các phương pháp chế tạo hàng triệu xe mỗi năm của tập đoàn sẽ vẫn là lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên xe điện. Giám đốc điều hành cấp cao của một nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết các Tesla sản xuất ô tô đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn của ngành. Toyota cũng đang nghiên cứu kỹ thuật tương tự nhằm mục đích tăng cường sản xuất xe điện trên quy mô lớn. Trong một loạt chuyến tham quan nhà máy vào tháng 9, các giám đốc điều hành của công ty đã thừa nhận rằng có nhiều điều cần học hỏi từ Tesla và các nhà sản xuất xe điện khác ở Trung Quốc. Nhưng Toyota cũng báo hiệu rằng họ không có ý định áp dụng cách tiếp cận của Tesla, thay vào đó sẽ dựa vào kinh nghiệm hàng thập kỷ để tìm ra cách tiếp cận của riêng mình. Kazuaki Shingo, giám đốc sản xuất của Toyota, nói với các nhà phân tích và nhà đầu tư: "Thành thật mà nói thì chúng tôi đang chậm chân trong Giga Casting vì chúng tôi vẫn chưa tung ra sản phẩm nào, nhưng chúng tôi đã thực hiện phương pháp đúc từ lâu. Chúng tôi tin rằng tập đoàn có thể tạo ra một sản phẩm rẻ hơn, nhẹ hơn và mỏng hơn với hiệu suất cao." Bằng cách áp dụng Giga Casting và sử dụng dây chuyền lắp ráp mới, Toyota sẽ đặt mục tiêu cắt giảm một nửa quy trình và chi phí đầu tư vào nhà máy. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành đang cảnh giác với việc sản xuất những chiếc xe có toàn bộ gầm xe là một bộ phận duy nhất. Hiện nay, việc thay thế một bộ phận bị hư hỏng trên xe tương đối rẻ và dễ dàng. Nếu toàn bộ phần gầm xe phải được thay thế, nó sẽ rất tốn kém khi sửa chữa. Thậm chí đã có công ty bảo hiểm xóa sổ ô tô điện với số km đi thấp nếu xe bị hỏng pin, vì thường không có cách nào để sửa chữa ngay cả khi bộ pin hỏng nhẹ. Trong trường hợp này, các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả chi phí sửa chữa mà sẽ trả khoản tiền tương đương giá trị hao mòn, thường dựa trên thị trường của ô tô điện, gọi là write-off value. Sau đó, công ty bảo hiểm sẽ sở hữu chiếc xe điện và tiếp tục xử lý nó theo quy định của họ, chẳng hạn như bán lại cho đại lý ô tô, đấu giá hoặc là sử dụng như nguồn phụ tùng thay thế. Các chuyên gia sản xuất đồng ý rằng đây có thể là một nhược điểm lớn của công nghệ tiên tiến này. Toyota cũng đang xem xét liệu việc sản xuất gầm xe thành nhiều bộ phận có thể giảm chi phí sửa chữa và bảo hiểm hay không. Đó là những yếu tố quan trọng tiềm tàng đối với một nhà sản xuất ô tô có thị trường toàn cầu rộng lớn hơn nhiều so với Tesla. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết họ vẫn cam kết với phương pháp mà họ gọi là cách tiếp cận đa hướng, với nhiều loại ô tô được bán trên hơn 170 quốc gia. Ông Shingo cho biết: "Chúng tôi thực sự không nghĩ rằng 10 triệu chiếc xe của chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang sản xuất bằng công nghệ Giga Casting." Đồng thời cho biết nhà sản xuất ô tô Nhật muốn tăng năng suất nói chung bằng cách kết hợp các dây chuyền sản xuất cũ với các phương pháp sản xuất xe điện mới. Hiện tại, Toyota cho biết họ muốn hơn một nửa mục tiêu bán hàng năm 2030 đến từ xe điện sử dụng kiến trúc mô đun mới, cho phép hãng sản xuất nhiều mẫu xe khác nhau, chia sẻ các thành phần chính trên cùng một nền tảng. Cải tiến mới của Giga Casting. Trong nỗ lực mở rộng vị thế dẫn đầu, Tesla đang tiến gần hơn đến một cải tiến cho phép hãng đúc gần như là toàn bộ phần gầm xe đầy phức tạp của một xe điện thành một tấm nguyên khối, thay vì làm ra 400 chi tiết ở một mẫu xe thông thường. Kỹ thuật mới bí mật của Tesla bắt đầu bằng quy trình tạo khuôn cập nhật mà các nguồn tin cho biết sử dụng công nghệ in 3D và các công nghiệp. Khi tạo khuôn kim loại nóng chảy, có thể tốn hàng triệu đô la để thực hiện những điều chỉnh đơn giản khi thu nhỏ kích thước của một chiếc xe. Vì vậy, các nhà sản xuất ô tô thường né tránh lựa chọn này. Nhưng Tesla đang tiến về phía trước bằng cách sử dụng một kỹ thuật mới với cát có thể xây dựng từng lớp khuôn và giúp việc thay đổi sau đó dễ dàng hơn. Theo Reuters, hợp kim nhôm được sử dụng để sản xuất vật đúc không hoạt động như mong đợi, nhưng các chuyên gia đúc đã thay đổi công thức hợp kim và tinh chỉnh quy trình làm mát và xử lý nhiệt để làm cho nó hoạt động. Sau khi đạt được mục tiêu, Tesla có thể đúc toàn bộ gầm xe thành một mảnh thay vì hai hoặc nhiều mảnh như quy trình hiện tại. Nói chung, hiện tại gầm xe được chế tạo bằng cách hàn các mảnh lại với nhau và để lại một khung phụ rỗng, có cấu trúc hỗ trợ xe trong trường hợp va chạm. Nhưng Tesla có kế hoạch thực hiện điều đó trong một Giga Casting bằng cách sử dụng khuôn mới có lõi cắt rắn in 3D bên trong. Sau khi đúc, cát được loại bỏ, để lại khung phụ rỗng như cũ mà không cần hàn các mảnh lại với nhau. Kỹ thuật đúc mới được cho là đang ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển, nhưng cũng có một số trở ngại mới. Đầu tiên, các nguồn tin cho biết Tesla sẽ cần những chiếc máy Giga Press mạnh mẽ hơn và có kích thước lớn hơn đáng kể so với những chiếc máy có kích thước cỡ một ngôi nhà đang được sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa là Tesla sẽ cần nhiều không gian hơn để chứa những máy ép mới này. Thứ hai, ở áp suất cao hơn thì kỹ thuật lõi cát in 3D có thể không hoạt động. Một lựa chọn khác có thể là phun hợp kim nóng chảy chậm để chứa loại cát này, nhưng điều này sẽ làm chậm đi quá trình sản xuất. Nếu Tesla có thể tìm ra được những bước cuối cùng, nó có thể là chìa khóa để tăng tốc quá trình lắp ráp của hãng. Elon Musk đã đề cập đến quy trình sản xuất mới này như một phần trong kế hoạch tổng thể thứ ba của ông cho công ty. Quá trình này có thể tăng tốc độ chế tạo ô tô bằng cách bắt đầu với việc đúc nguyên khối, chỉ sơn những phần cần sơn và lắp ráp tất cả bộ phận còn lại cùng một lúc. Ở quy mô lớn hơn nhiều, những đột phá trong sản xuất của Tesla cũng tương tự như cách Apple chuyển sang thiết kế nguyên khối cho máy tính xách tay của mình. Trong đó thì cấu trúc đầy đủ của sản phẩm đến từ việc gia công một tấm nhôm và tiết kiệm chi phí lắp ráp. Theo 5 nguồn tin của Reuters, bộ khung đơn cỡ lớn kết hợp các bộ phận trước và sau xe cùng với phần gầm giữa nơi lắp bộ pin có thể được sử dụng cho mẫu xe điện cỡ nhỏ của Tesla với mục tiêu ra mắt với mức giá chỉ khoảng $25.000 vào giữa thập kỷ này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!